qua câu chuyện kể của ba năm xưa, ký ức trong tôi như vẫn còn nguyên vẹn. Cả thanh xuân là chiều dài thương nhớ, ông chưa về đi đánh giặc ngoại xâm. Tuổi 30 bà một mình nuôi con, thủy chung sắt son lòng vẫn mong vẫn đợi. Nén thương đau cánh tay ông trọn đời, vì quê hương vì gia đình yêu thương. Ông nội ơi, ông ở đâu, sao mãi không về? Nơi núi rừng hay biển đảo biên cương, đất nước anh mình đang từng ngày đổi mới. Ông nằm đâu nơi đất mẹ linh thiêng? Ông nội ơi, để chúng con một lần thỏa ước nguyện, thầy lâm mộ ghi công người chiến sĩ luôn bình yên nơi đất mẹ Việt Nam. Ông nội ơi, ông nội ơi, chúng con mong một ngày đoàn viên. Trong tôi như vẫn còn nguyên vẹn, cả thanh xuân là chiều dài thương nhớ, ông chưa về đi đánh giặc ngoại xâm. Tuổi 30 bà một mình nuôi con, thủy chung sắt son lòng vẫn mong vẫn đợi. Nén thương đau cánh tay ông trọn đời, vì quê hương vì gia đình yêu thương. Ông nội ơi, ông ở đâu, sao mãi không về? Nơi núi rừng hay biển đảo biên cương, đất nước thanh bình đang từng ngày đổi mới. Ông nằm đâu nơi đất mẹ linh thiêng? Ông nội ơi, ông ở đâu, mong tin ông về, để chúng con một lần thỏa ước nguyện, thầy nằm mộ luôn bình yên nơi đất mẹ Việt Nam. Ông nội ơi, ông nội ơi, chúng con luôn tự hào về ông. Ông nội ơi, ông ở đâu, sao mãi không về? Nơi núi rừng hay biển đảo biên cương, đất nước thanh bình đang từng ngày đổi mới. Ông nằm đâu nơi đất mẹ linh thiêng? Ông ngồi ơi, ông ở đâu, mong tin ông về, để chúng con một lần thỏa ước nguyện, thầy nằm mộ ghi công người chiến sĩ luôn bình yên nơi đất mẹ Việt Nam. Ông ngồi ơi, ông ngồi ơi, chúng con luôn tự hào về. Chặng đường ông